Quang, sao lại để nhà cửa bừa bộn thế kia? Em bày ra thì phải dọn đi chứ. Ủa chị dâu làm cái gì mà tôi phải đụng tay đụng chân? Rảnh thì đi mà dọn. Ở đâu ra cái tư tưởng ỷ lại như thế? Chị là ô xin của em à? Dám. Tôi bây giờ còn phải bận học hành, bận quan hệ bạn bè, làm trai trí ở bốn phương, lại đi làm mấy cái việc của anh em, việc của phụ nữ. Chị đi làm cả ngày về mệt mỏi rồi, em đã không giúp được gì thì thôi, lại còn bày việc ra cho chị làm à? Chị nói ít thôi, liệu mà cơm nước đi. Tôi đi xin bạn đây. Này, đây là chai nước hoa chị mới mua mà, sao em lại tự ý lấy đồ của chị? Tôi lấy làm quà sinh nhật, có vấn đề gì không? Em quá đáng lắm rồi đấy nhá, mau trả lại cho chị. Tôi nói cho chị vảnh tay lên mà nghe này, tiền mua chai nước hoa này cũng là tiền của anh trai tôi, mà tiền của anh trai tôi thì cũng là tiền của tôi. Nếu mà muốn mua chai khác, bảo anh Tuấn mua cho. Cô làm vợ ấy kiểu gì? Thế bây giờ ăn cơm trước thì để cơm thừa cái cặn phần cho nó à? À không, con để phần riêng cho chồng con rồi mẹ. Tôi không nói nhiều nhá, cô thích ăn thì cô ăn đi, tôi phải đưa con trai tôi về. Sao anh về muộn thế? Em lấy cơm cho anh ăn nhá. Tôi ăn rồi, cô tự đi mà ăn đi. Úi giời ơi, mày thấy chồng mày say thế này mà không đi lấy quần áo thay cho nó à? Cứ ngồi đực ra đấy, nhỡ nó cảm lạnh thì sao? À dạ, con lấy luôn ạ. Mẹ phát điên lên vì vợ mày thôi. Suốt ngày làm mình làm mẩy, nói một câu nó cãi một câu. Mày xem thế nào, dạy nó đi. Con biết rồi, mẹ cứ yên tâm, con sẽ cho cô biết thế nào là lề lối gia phong của nhà mình. Con phải đi công tác một thời gian, mẹ về em ở nhà nhá. Cô làm gì thì làm, nhanh nhanh mà về nhá. Nhà cửa cơm nước ai lo? Hay lại để cái thân già này lo một mình chắc? Vâng, mẹ cứ yên tâm, con sẽ cố gắng về sớm ạ. Vâng, con chào mẹ. Chị ta đi rồi, mẹ còn biết chỗ để giấy tờ ở đâu? Mẹ biết rồi, cứ theo kế hoạch mà làm. Mẹ, đây là Phương, con gái của bác Liêm. Tuy còn trẻ, nhưng đang là chủ tịch tập đoàn công ty Đông Phương đấy ạ. Bác chào cháu. Ôi, vừa xinh đẹp lại còn tài giỏi nữa. Cháu đã chấp nhận thằng Tuấn nhà bác một đời vợ, để bây giờ cưới nó làm chồng. Bác cảm ơn cháu. Mẹ em nói đúng đấy chị ạ. Vợ cũ của anh Tuấn vừa xấu mà lại còn có mưu mô, có ý định bòn rút tài sản của gia đình em nữa. Nếu mà để so sánh ý, thì vợ cũ của anh Tuấn 8, còn chị phải đến nửa tấn đấy chị ạ. Nửa tấn thì cũng chỉ là nửa tấn thóc, rồi cũng bị mấy con gà nó mổ hết thôi. Ok. Vân, sao em lại ở đây? Anh tưởng à? Anh tưởng tôi đã gặp nạn khi đi công tác rồi chứ gì. Mẹ con các người nham hiểm thật, âm mưu hại tôi, để ở nhà đổi vợ, rồi đổi luôn cả con dâu à? Ôi không con ơi, chuyện không như là con nghĩ đâu con ạ. Muốn đổi vợ cũng được, nhưng phải trả hết đống nợ này đi đã. Tiền đầu tư thua lỗ của anh, rồi tiền ăn chơi bóng bánh của mẹ con các người, trả hết đi đã, rồi thích đổi gì thì đổi. Không phải như em nghĩ đâu, anh bị cô ta lừa đấy. Anh tưởng tôi dễ bị lừa làm sao? Tôi đã nghe hết câu chuyện của các người rồi. Mẹ không thể chấp nhận vợ mày một ngày nào cả. Mẹ cứ từ từ đã, chờ cô ấy trả hết nợ cho gia đình mình, đến lúc ấy con sẽ đổi con dâu khác cho mẹ. Mẹ nghe nói bố nó để lại cho nó rất nhiều bất động sản, chỉ đợi nó đi công tác thôi thì nó sẽ bị sập bẫy. Các người được đấy, lũ khốn nạn. Nếu mà cô ta đã biết rồi thì chúng ta cũng không cần phải giấu nữa. Tất cả giấy tờ, tài sản em đã nắm hết ở trong tay rồi. Cô ta có biết cũng chả làm được gì đâu mà. Em còn non và xanh lắm em ạ. Em tưởng chị dễ dàng qua mặt thế sao? Tất cả giấy tờ đều là giả. Với tính cách tham lam ích kỷ của mẹ con các người thì tôi có làm bao nhiêu cũng như dã tràng xe cát Biển Đông thôi. Các người hãy chờ mà bóc lịch đi.